Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ về bài hoa đu đủ đực có tác dụng gì? Tổng hợp từ nguồn Hello bác sĩ. Hoa đu đủ đực khá phổ biến ở nông thôn và là một dược liệu quý được sử dụng từ rất lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tác dụng của hoa đu đủ đực. Vậy hoa đu đủ đực có tác dụng gì? Hoa đu đủ đực có đặc điểm như sau: màu trắng, đài nhỏ và có 5 cánh nhụy vàng, cuống dài và mọc thành chùm. Đặc biệt có rất đặc biệt có mùi rất thơm. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của hoa đu đủ đực, giá trị dinh dưỡng của hoa đu đủ đực. Trước khi tìm hiểu hoa đu đủ đực có tác dụng gì, mời bạn cùng tham khảo về các thành phần của loại dược liệu này. Theo các nhà khoa học, khả năng trị bệnh của hoa đu đủ đực đến từ lượng chất chống oxy hóa dồi dào và giá trị dinh dưỡng của nó. Hàm lượng trong 100g phần ăn được của hoa đu đủ gồm protein 2,6g, chất béo 0,3g, carbon hydrate 8,1g, Ngoài ra, còn giàu chất xơ và khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt cùng với sự có mặt của rất nhiều các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao, beta, caroten, phenol, axit gallic, phosphor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, tannin. Hoa đu đủ đực có tác dụng gì? Bởi tác dụng của hoa đu đủ đực với sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian, lá, hoa, cành và quả của cây đu đủ đực đều có thể làm thuốc. Dựa vào các thành phần trên, cùng xem hoa đu đủ đực chữa bệnh gì. Thứ nhất, tác dụng của hoa đu đủ đực trị ho. Nhiều người thường thắc mắc uống hoa đu đủ đực có tác dụng gì? Theo kinh nghiệm dân gian, hoa đu đủ đực có khả năng giảm ho, long đờm, cải thiện triệu chứng đau rát cổ họng cho người lớn và trẻ nhỏ. Đây là lựa chọn an toàn và lành tính thay vì sử dụng thuốc tây hay kháng sinh dễ gây tác dụng phụ. Một số bài thuốc trị ho từ hoa đu đủ đực. Bài thuốc thứ nhất, chưng cách thủy 15 g hoa đu đủ đực tươi với hai thìa mật ong trong vòng 20 phút, sau đó cho vào một miếng vải Chắt lấy nước và sử dụng hàng ngày. Bài thuốc 2. Dạ nát hoa đu đủ đực, trộn cùng đường phèn cho đều, hấp cách thủy đến khi hoa chín, đường tan chảy, chắt lấy nước cốt, rồi dùng 2 đến 3 thìa cà phê để uống ngày 2 lần. Bài thuốc 3. Dạ nát 15g hoa đu đủ đực, 15g lá hẹ xanh, 20g hạt chanh tươi, thêm đường phèn, trộn đều rồi đem chưng cách thủy 15 đến 20 phút, chắt nước cốt, mỗi lần dùng từ 2 đến 3 thìa cà phê, ngày uống 3 đến 4 lần. Thứ hai, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Trong hoa đu đủ đực có chứa các hoạt chất chống oxy hóa như beta caroten, phenol, axit gallic và thành phần isothiocyanate giúp đẩy lùi sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể người bệnh. Thứ ba, cải thiện bệnh đường tiêu hóa. Hàm lượng vitamin A, C, E, folate trong hoa đu đủ đực cao, có khả năng thúc đẩy sự trao đổi chất và bảo vệ niêm mạc đường ruột. Ngoài ra, trong thành phần của loại hoa này còn có, có men, papen giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa tào bón. Thứ tư, ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Hàm lượng folate, sắt, beta caroten trong hoa đu đủ đực có công dụng bổ máu cùng với các hoạt chất chống oxy hóa giúp điều hòa tim mạch và giữ cho trái tim luôn trong trạng thái khỏe mạnh, từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp và phòng tránh được các bệnh lý về tim mạch. Thứ năm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Hoa đu đủ được có chứa các hoạt chất giúp cải thiện nồng độ insulin trong cơ thể, từ đó nồng độ đường trong máu được kiểm soát và cải thiện, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này phát triển thêm. Thứ sáu, giảm cân hiệu quả nhờ một hàm lượng lớn chất xơ, vitamin A, vitamin B, vitamin C, trong hoa đu đủ đực, hoa đu đủ đực nên có mặt trong thực đơn giảm cân. Cần kết hợp với một chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý và khoa học. Loại dược liệu này sẽ là một bí quyết giữ eo tuyệt vời cho nhiều chị em phụ nữ. Thứ bảy, cải thiện tiểu rắt, tiểu buốt cho người bị sỏi thận. Hoa đu đủ đực cũng có tính mát và một số loại enzyme có tính kháng viêm. Trong hoa có khả năng làm tăng lưu lượng nước tiểu, khắc phục tình trạng tiểu buốt, tiểu rát và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Như vậy, sỏi được đào thải dễ dàng ra khỏi thận qua đường bài tiết. Do đó, tình trạng rối loạn được tiết niệu vì thế cũng được giảm thiểu. Mạnh mạn bốn món ăn được làm từ hoa đu đủ đực. Bạn có thể trải nghiệm nhiều vị đắng từ mướp đắng, rau đắng, lá mất gấu, nhưng không có vị đắng nào bùi miệng mà dịu dàng như của hoa đu đủ đực. Sau đây là một số món làm từ hoa đu đủ đực. Thứ nhất, hoa đu đủ đực ngâm mật ong. Thứ hai, hoa đu đủ đực xào tỏi. Thứ ba, nộm hoa đu đủ đực. Thứ tư, pha trà hoa đu đủ đực khô. Lưu ý khi sử dụng hoa đu đủ đực, Tác dụng hoa đu đủ đực có lợi cho sức khỏe, thế nhưng một số đối tượng không nên sử dụng loại hoa này: phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ dưới 3 tuổi, người có cơ thể hàn hay bị lạnh bụng và tiêu chảy, tiểu sử dị ứng phấn hoa ngoài ra người bệnh cần lưu ý một số điểm sau để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hơn uống nước sắc hoa đu đủ sau bữa ăn để phát huy tác dụng tốt nhất không dùng kèm đậu xanh rau muống cào pháo măng chua bia rượu thuốc lá không dùng quá nhiều hoa đu đủ đực để tránh gây tác dụng không mong muốn như đau bụng buồn nôn tiêu chảy qua đây hẳn bạn đã biết hoa đu đủ đực có tác dụng gì rồi hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có thể biết cách dùng và phát huy tác dụng của hoa đu đủ đực nhằm nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình chúc các bạn có sức khỏe thật tốt cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau tạm biệt các bạn